móng là móng bè đúng không? Dầm đi dầm 600 à bác? Không, cái dầm, dầm này dầm có 500. 500 à? Dầm 500. Thế là đây là hiên với phòng khách đây nhỉ? Yeah. Hiên phòng khách đây. Cầu thang thì để chỗ nào chú bác? Đây bác mời chủ cho mà nghe. À, thế ạ. À, cái ô trong kia, đúng không? Đây cái nhà này diện tích bé, nhà vâng. Mà xây dựng là để những dòng đơn giản thôi. Vâng. Đây là móng bè nha các bạn nhé. Được đi dầm là 500 và sắt thì được cái sắt phi 18 này. Đó. Đây cái diện tích cái diện tích của cái móng này đây các bạn quan sát này. Đó, nó rơi vào khoảng 8 mét mặt và 12 mét chiều sâu. Đó. Thì cái phần móng băng này, móng bè này thì người ta đổ rất là cũng là to tát đây. Đi dầm 500 này, cái đế móng này. Cái đế móng bè này các bạn ạ, rất là rộng rãi. Đó, hai bên chịu lực là bè ra rất là rộng. Đấy thì các bạn quan sát cái chất lượng bê tông và cái kỹ thuật ghép cốt pha đây. Nhìn thì nó hơi lộ cổ vẹo nhỉ. Đó. Thì đây các bác thợ đang xây cái phần móng lên và đổ rằng chống thấm. Xây là xây 30 nha các bạn nhé. Đó. Đây. Các bạn quan sát đây. Xây 30. Xây lên khoảng tầm 70 phân nữa là chúng ta đổ rằng chống thấm. Đó. Những cái phần nào mà nó hở ra ấy, thì được thợ đã chít hồ dầu, tức là xi măng nguyên chất đấy các bạn. Đó. Đây. Đó. Các bạn có thắc mắc hay là cần trao đổi thì cứ để lại comment ở bên dưới thì tất cả mọi người sẽ xem và sẽ đưa ra những cái hữu ích nhất cho mọi người để mọi người làm.